Chúng tôi đang tìm kiếm các tài xế xuất sắc để tham gia đội ngũ lái xe tại sân bay và hỗ trợ các hoạt động dịch vụ khách hàng đa dạng. 1. Lái vận hành trang thiết bị phục vụ hành khách. Vận hành thiết bị chuyên dùng như xe thang hành khách, xe chở khách, cần sự trợ giúp đặc biệt để hỗ trợ khách lên xuống máy bay. 2. Lái vận hành trang thiết bị phục vụ hàng hóa, hành lý. Vận hành thiết bị chuyên dùng như xe đầu kéo, thiết bị nâng hạ thùng container, xe băng truyền. Xe trung chuyển để đưa hàng hóa, hành lý từ khoang hàng máy bay xuống đất và chuyển vào nhà ga hoặc kho hàng và ngược lại từ nhà ga hoặc kho hàng đến và lên khoang hàng của máy bay. 3. Lái vận hành trang thiết bị phục máy bay. Vận hành thiết bị chuyên dùng để phục vụ máy bay như thiết bị cấp khí lạnh cho khoang hành khách, thiết bị cấp điện cho máy bay, thiết bị khởi động động cơ máy bay, xe cấp nước, xe vệ sinh máy bay, xe kéo đẩy máy bay. 4. Lái xe đưa đón nhân viên kỹ thuật phục vụ bảo dưỡng ngoại trường. 5. Lái xe phục vụ giao nhận phụ tùng vật tư, khí tài máy bay. 6. Lái xe phục vụ tech service, kéo xe xả dầu. 7. Lái xe chở suất ăn. 8. Lái xe cứu hỏa. Tiêu chí tuyển dụng. Quốc tịch là công dân Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam, có đầy đủ quyền công dân, lý lịch gia đình rõ ràng, nhân thân trong sạch không tiền án, tiền sự. Giới tính, nam. Tuổi đời từ 20 đến 40, tính theo năm, trình độ. Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, 12 trên 12, có bằng lái xe ô tô hạng C trở lên, còn hạn tối thiểu 6 tháng, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Ngoại ngữ, ưu tiên tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên, TOEIC 300 điểm hoặc TOEFL tối thiểu 350 điểm hoặc IELTS tối thiểu 3.0 điểm các yêu cầu sức khỏe. Nam, chiều cao 1,62m trở lên nặng 55kg trở lên. BMI, Body Mass Index, bằng V cân nặng, H2, bình phương chiều cao. Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của thông tư số 32 hai TTBGTVT ngày 1 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, không có khuyết tật về hình thể, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hình thức tuyển chọn, 3 vòng. Vòng 1, xét tuyển hồ sơ, đo chiều cao, cân nặng, phỏng vấn phản xạ tiếng Việt. Vòng 2, kiểm tra lý thuyết. Vòng 3, kiểm tra thực hành sát hạch lái xe. Vòng 4, phỏng vấn hội đồng ban lãnh đạo. Vòng 5, kiểm tra sức khỏe tổng quát. Liên hệ để biết thêm chi tiết hotline 0392 979 999.